là thích thú, tôi rất là xúc động. Phan Thiết á là rất là đẹp, nhưng mà Nova World tôi nhìn thấy nó giống như là Las Vegas bên Mỹ. Tôi đầu tư 2 cái shop ở đây với lại 3 cái biệt thự. Trước đây thì mình cũng đã từng bay trực thăng ở Mỹ rồi, và hôm nay thì cũng lần đầu tiên mà bay trực thăng ở Việt Nam, từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nova World Phan Thiết. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của tôi. Bắt đầu đi đến Nova World thì anh phi công cũng cho chúng tôi đi một vòng qua Nova World. Thì lúc đầu tiên thì cũng không nghĩ rằng là đây là ở Việt Nam, mà là như là một bãi biển của ở một nước ngoài ấy. Tour của Nova World Phan Thiết bay trực thăng này đúng một đối với mình là một trải nghiệm rất là thú vị và độc đáo. Lần đầu tiên có ở Việt Nam, cảm giác rất là hồi hộp và rất là thích thú. View xuống rất là đẹp, mình có nhìn thấy cái khu mà mình đã đầu tư đã mua từ trên cao nhìn xuống.